vị và các bạn quay trở lại với kênh Thương MC Channel. Cha mẹ Son Ye Jin bị cách ly tại Daegu. Son Ye Jin quyên góp số tiền khủng cho cái nhà Daegu giữa tâm báo Covid-19. Son Ye Jin đã quyên góp số tiền khủng cho quê nhà Daegu để phòng chống dịch Covid-19. Hiện bố mẹ của Son Ye Jin vẫn đang sinh sống. Theo truyền thông Hàn Quốc, mới đây nữ diễn viên Son Ye Jin đã quyên góp 100 triệu won, gần 2 tỷ đồng cho thành phố Daegu để phòng chống dịch Covid-19. Mỹ nhân Crash Landing on You chia sẻ: Daegu là quê hương, là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Hiện giờ, bố mẹ tôi vẫn đang sống ở Daegu. Chính vì vậy, đây là một nơi vô cùng đặc biệt với tôi. Khi nghe tin về tình hình dịch bệnh ở quê nhà, tôi đã cảm thấy rất đau lòng. Mong rằng sự đóng góp của tôi sẽ phần nào hỗ trợ cho những người có thu nhập thấp, những người cần có sự giúp đỡ hơn bao giờ hết. Tôi cũng hy vọng góp phần vào công cuộc phòng chống dịch Covid-19. Hiện tại, cư dân tại thành phố Son Daegu bị cách ly khi đây là tâm của dịch Covid-19 làm bùng phát dịch tại Hàn Quốc hiện tại. Trước Son Ye Jin, hoặc là sao Hàn như Park Seo Joon, Lee Jung E, Suzy, Shin Min A, Kim Woo Bin, Kim Soo-hun, Hee Min, Lee Bung Win, Kim Jong Suk, Kim Jong Kook, Gong Ju đã quyên góp tiền, khẩu trang giúp cộng đồng phòng chống dịch Covid-19. Hun Bin cũng gây chú ý khi gửi tâm thư xúc động động viên người dân trong vùng dịch